Tại phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Hà Nội đang có hàng chục cây xanh bị chết khô và ngả nghiêng, bung cả gốc. Theo người dân ở đây, thì tình trạng cây chết khô diễn ra từ cuối năm 2015 do không được tưới nước. Dãy phố ở Trần Bình, hơn nửa năm nay, hàng chục cây xanh đã chết khô, nhiều cây bung cả gốc nằm ngổn ngang ngay trên vỉa hè, nhiều cây khác thì bong vỏ, nứt toác, tạo thành các rãnh sâu vào giữa thân cây. Người dân ở đây cho biết, số cây này được trồng từ cuối năm 2015, thời gian đầu còn có người của công ty cây xanh đến tưới nước, về sau thì chẳng thấy ai đến tưới nước nữa. Chính vì vậy, cây mới bị chết, bung gốc, ngả nghiêng, trông chẳng khác gì cây củi khô. Cây chết từ lâu, không được dọn dẹp, trồng mới gây phản cảm là vậy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, công ty cây xanh lại bỏ rơi cả một khu phố cây chết như thế. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ đơn vị trồng và chăm sóc cây ở đây là ai để có hình thức xử lý, tránh tình trạng người dân bức xúc cũng như tạo ra bức tranh xấu xí cho thủ đô Hà Nội.